Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa huyện Văn Lâm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị phát động ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo các ban, sở, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Chủ đề chuyển đổi số năm 2024 là phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được cho công tác chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2024 và đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng trình bày nhiều ý kiến tham luận về những giải pháp giúp thúc đẩy và hoàn thiện quá trình chuyển đổi số theo nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, đồng thời nhấn mạnh ngày chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số. Thứ nhất thì đẩy mạnh cái công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động hưởng ứng cái ngày chuyển đổi số quốc gia với các cái hình thức đa dạng. Thứ hai đó là các cái sở ngành, Ủy ban dân các huyện, cấp xã thì thúc đẩy người dân đăng ký sử dụng cái chữ ký số theo cái mô hình ký số trên thiết bị di động. Cái thứ ba là các địa phương thì phát động 90% các cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã phường thị trấn thì hỗ trợ cái gắn cái mã QR phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Điểm thứ tư là đẩy mạnh cái mua sắm trực tuyến qua cái sàn thương mại điện tử và thanh toán các sản phẩm dịch vụ trực tuyến không dùng tiền mặt. Thứ năm đấy thì đề nghị là tổ đề án 06 các cấp đồng loạt ra quân trong tháng 10, đi từng ngõ, gõ từng nhà thì hướng dẫn từng cái người dân trong cái quá trình sử dụng các cái dịch vụ công trực tuyến. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trao bằng khen cho 5 tổ công nghệ số cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2024. Kết thúc hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh thực hiện nghi thức ra mắt mô hình trung tâm điều hành thông minh huyện Văn Lâm.